Hello, Phở Thiên Long nghe đây. Ô, dạ. Order 5 tô phở gà hả chị? Dạ xin lỗi chị nha. Tiệm đóng cửa chị. Dạ xin lỗi nha. À xin lỗi, em có cái like khác nha. Hello. Oh, we sorry. We come today. Oh yeah, sorry. See you later. Okay, bye bye. Yeah. Anh ơi. Ơi. Ra em nói nghe nè. Cái gì vậy? Tao đang kẹt mổ mà. Giờ không có mổ xẻ vậy, ra nói nghe lẹ lên. Làm gì gấp vậy không biết nữa, chờ chút xíu người ta mổ cho xong. Em nó nói vậy. Trời ơi, coi coi kìa. Nấu bếp mà làm như bác sĩ vậy đó. Em nói rồi, hầm nước lèo có gì đâu, lấy con gà chặt bụp 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 quăng vô nồi nước lèo hầm là xong à. Đi gì đâu, áo blue trắng nè. Rồi con gà bình thường thôi, xẻ mổ dài xuống á, rồi khám từ cổ cánh tới phao câu. Chia cho mất thì giờ với anh em nè. Chẳng bao giờ mà anh khám từ tay chân cho tới chân tay em hết trơn trọi à. Thì anh nhớ nghề mà, hằng ngày cho mổ gà đỡ ghiền đi. Nhưng mà kêu ra đây có chuyện gì? Sao không có chuyện? Năm nào mười mấy năm nay liên tiếp rồi. Lần nào anh cũng lấy cái ngày Chu Lê Phò để anh họp mặt bạn bè cũ, gặp ông Quỳnh, ông Liêm chi. Mấy cái ngày holiday là mấy ngày người ta đi kiếm tiền. Anh biết rồi, nhưng mà tại vì hồi xưa anh em mình hứa với nhau vậy hết rồi. Cứ mỗi năm đúng ngày July 4 là anh em họp mặt lại để kỷ niệm cái tình mà ngày đầu tiên mình bước chân qua Mỹ, bạn bè với nhau. Kể năm nghỉ ngày đâu có sao em. Anh ơi, ngày xưa khác, ngày xưa lúc đó mới qua Việt Nam hiếm. Việt Nam gặp Việt Nam á, nhìn là muốn khóc vậy đó. Còn bây giờ hả, Việt Nam gặp Việt Nam, nhìn là muốn quạo à. Trời ơi. Em nói rồi đó nghe, bắt đầu từ năm sau đó không được lấy ngày July 4 của em để em buôn bán. Anh muốn lấy ngày July 5 hay là July 13 gì thì anh lấy, chứ đừng có lấy ngày đó của em à. Trời ơi, thì phải July 4 nó mới đầy đủ ý nghĩa. Còn chứ nếu mà July Ê! Trời ơi, cái miệng ta đang trái tim vẽ thành méo thành trái ổi vậy đó nè. Vậy nhưng mà làm gì lúc này mà em diện dữ vậy hả? Em tiếp khách. Tiếp khách gì? Trời ơi, mấy ngày người ta mở cửa em trưng diện vậy anh không nói nghe. Em nói tiếp khách anh cãi không được. Đó, nhưng mà bây giờ bữa nay nè, mình đóng cửa. Một lát nữa có tiếp hai cha bạn già là cha Quỳnh với là cha Liêm thôi à. Làm gì mà em trưng diện cho cha nào coi? Cha nào coi? Bị tôi vợ bác sĩ mà. Mở miệng ra cái móc, mở miệng ra móc à. Bộ tưởng anh không muốn làm bác sĩ sao? Thì em cũng biết rồi, hồi đó mới qua anh kêu rồi chịu khó thắt lưng buộc bụng đi, cho anh chịu khó đi học lại vài ba năm lấy lại cái bằng bác sĩ thì giờ đỡ rồi. Em đâu chịu. Đòi kiếm tiền liền à, mở nhà hàng này, thấy không? Ừ. Mở nhà hàng này xong rồi sao? Mười mấy năm nay anh vùi đầu trong bếp kìa. Đó, thời gian đâu nữa mà anh học. Đó, anh nói anh làm như tôi mở cái nhà hàng này cho mình tôi vậy đó. Anh nghĩ coi là tôi mở nhà hàng này cho ai? Là tôi mở hàng cho tương lai gia đình mình, là cho anh, là cho con mình. Anh đừng có nói gì à, anh nghĩ coi cái họ hàng bà con nhà anh bên Việt Nam tính là bao nhiêu người? 82 người, năm nào cũng gửi tiền về nuôi, làm sao thì giờ đâu mà học hành chứ. Bởi vậy, trời ơi, bực mình quá đi à. Đó bây giờ đó rảnh rỗi đó, anh ngon đi học bác sĩ đi. Đó, giờ rảnh đi học đi. Giờ năm mấy tuổi rồi bà, tay chân run hết trơn hết trọi rồi. Giờ bà mổ gà thôi mà đồ lòng nó còn tan nát hết trơn kìa. Bộ bà muốn tôi giết người hả? Bởi vậy giết người không được, thôi giờ vô giết gà. Đó, bộ anh tưởng em ngồi ngay đây là em sung sướng lắm sao? Em cực lắm chứ, em làm dâu trăm họ cho anh tưởng hả? Phải rồi, em làm dâu trăm họ mà bỏ sót đi hết họ. Tôi không bao giờ bỏ cái họ nào á. Họ này nè em. Đó, đối với người ta thì em làm dâu, còn đối với anh nè, em làm mẹ. Đó. Anh à, đừng có nói bậy bạ đó nha. Bây giờ là vợ chồng mình là ở đây là cộng đồng này ai cũng biết mặt hết trơn hết trọi rồi. Anh nói vậy rồi mấy em nó chạy bàn ấy, nó nghe được, nó đồn đại bậy bạ ra, mang tiếng em chết. Dù sao em cũng là một vợ bác sĩ phải không? Em cũng là nữ sinh Trương Dương. Đó, vợ chồng mình là đâu đó đàng hoàng hết trơn à. Bây giờ em nói anh nghe nè, thôi giờ hôm nay mẹ nó nghỉ rồi nghe, anh lau hết tất cả cửa sổ nhà hàng giùm em cái ha. Đó, rồi cái bếp, trời cái bếp bây giờ nó làm lộn xộn hết trơn mà thằng mẹ nó nghỉ rồi. Thôi xuống chùi cái bếp giùm em cái đỡ tốn tiền ha. Anh coi còn có Mercedes ra lao giùm em tại tối nay em có tiệc. Đó, anh thấy không? Vậy mà nói em làm mẹ anh quan cho em quá anh. Anh nghĩ coi nè, ở cái xứ Mỹ này nè, đâu có mẹ nào dám sai con trai kiểu đó đâu. Chỉ có vợ mới dám đì mấy anh chồng kiểu này thôi. You got it. Nè. Gì? Đi đâu vậy? Đi vô restroom sửa lại cái lông bi giả. Gì vậy? Gì kêu dữ vậy? Trời ơi. Ý, cái bóp này của ai đây? Cái bóp này bà mua hồi nào mà bà không cho tôi hay trời? Bieber. Ủa, tôi với bà
Tôi với bà ở đây tiệm 24/24 mà bà làm gì bà xài beeper. Hèn chỉ lúc này chân diện dữ quá hen. Có người thứ ba. Bà Đào. Bà Đào ra tôi biểu. Ôi, bà Đào. Cái gì vậy? Ra biểu coi. Hả? Cái gì? Ra biểu. Ra biểu. À. Rồi mười mấy năm bây giờ mới nghe lại cái chữ này nghe chóng mặt đó nha. Bà ra tôi biểu. Gì? Tôi hỏi bà cái này nè. Tôi hỏi bà cái này nha. Vụ gì? Cái này của ai? Ai biết được. Trời ơi. Không biết hả? Ừ. Vậy anh hỏi em cái này nữa em không biết là em chết danh nghe chưa? Cái gì? Cái này của ai? Trời ơi sao em biết được? Trời ơi. Cái bếp này nằm trong cái bếp này. Mà cái bếp này nằm ngay cái chỗ này nè. Đó em nói em không biết. Vậy là ai hả? Cái bếp này của ai? Em nói anh nghe. Thằng nào tặng? Thằng nào tặng? Thằng nào tặng cái bà? Anh làm gì anh loi choi. Giờ anh muốn biết cái bếp này ai thì anh banh ra anh coi anh biết liền nhớ có cái gì đâu. Anh mở ra mà cái bóp này của em là em chết danh nghe chưa? Ừ. Cái em bậy em bạ. Rồi, hết chối. Nè. Cái gì? Cái hình của em nè. Cái hình của em rõ ràng nè. Nè, đó thấy không? Em chụp với thằng nào? Chụp thằng nào đứng kế em? Thằng nào? Trời thằng ơi. Nào? Cái người đứng cạnh em anh không biết là ai trời. Thằng chó hả? Chết nào? Trời ơi, vậy mà anh không biết hả? Thằng chó chết nào? Thằng này với ai? Anh nè. Ủa, anh hả? Đây nè, đó hồi cái lúc mà anh học bên Tây 2 năm rồi cái anh về anh đứng chụp hình với em nè. Trời đất ơi. Đó tôi trẻ dữ rồi em ơi. Trẻ quá hả? Ờ. Trời dễ thương quá, đẹp trai quá ha. Tóc dài giống Lý Tiểu Long quá. Trời ơi, đó em đẹp dễ sợ á. Trời ơi, em dễ thương quá anh, em xinh quá anh ơi. Ờ. Em mũm mĩm quá anh ơi. Quá đã luôn. Đã quá anh hả? Nhưng mà thời gian nó tàn nhẫn quá. Tàn nhẫn sao anh? Nó tàn phá dung nhan của em giờ ghê quá. Mệt quá. Ủa nhưng mà bóp này của ai mà tự nhiên có hình của anh với em trong này? Sao mà hỏi của ai, đưa đi em coi là em biết là của ai liền chứ có cái gì đâu. Trời đất ơi. Bóp con Tina con mình chứ ai. Trời ơi con nhỏ này hư dữ vậy, tại sao nó bỏ bóp ở nó đây? Thì ngày hôm qua nó về nó thăm chắc nó quên cái bóp đây. Con này sao mà coi con gái mà cái bóp như cái thùng rác này em coi. Ý trời đất ơi. Anh ơi. Gì? Sao có bao thuốc lá? Cái gì? Con mình nó hút thuốc lá hả? Tina nó hút thuốc hả? Sao em cho nó hút thuốc hồi nào? Em đâu có biết gì đâu. Cái này là trách nhiệm của anh nha. Anh không có lo con cái để nó hút thuốc nha. Em đừng có nói gì. Em là phụ nữ, đàn bà con gái là phải lo cho con gái của mình chứ, tại sao em nói anh? Ủa em phụ nữ em lo ba vụ son phấn quần áo và thuốc lá. Em coi còn cái gì trong bóp nữa không? Em coi còn cái gì nữa không? Không, tôi sắp con nhỏ vậy trơn trời. Trời ơi. Anh ơi cái vị thuốc này lạ mà quen nha. Quen gì? Cái vị thuốc này sao hình như giống như em hay xài quá. Thuốc gì? Mà mười mấy năm nay em không có xài nữa rồi. Thuốc gì? Thuốc ngừa thai. Tầm bậy tầm bạ, để tôi coi. Anh coi giùm em có thuốc gì? Bíp thuốc bổ, thuốc bổ. Bíp. Bíp bơ nữa. Trời cái số này sao mà nó còn nai quanh quanh nữa. Em gọi đại nghe anh. Em gọi con nó quan hệ với ai? Ôi, anh bây giờ anh không lo con lo cái là vậy. Nó 20 mấy tuổi rồi, 20, 21 tuổi rồi. Anh ơi anh giật ra mẹ em kẹt gì nè anh. Coi. Trời ơi ghê quá. Hello dạ thưa ai vừa bíp cho Tina đó hả? Hả? Văn phòng bác sĩ phụ sản. Ý trời. Dạ gì không? Dạ báo kết quả cho Tina hả? Dạ, tôi là mẹ Tina. Dạ, cô có thể báo cho tôi được không? À, cô ơi, sao? Không được hả? Không, bà, tôi, cô, cái gì vậy? Cái chuyện gì vậy? Trời ơi, văn phòng bác sĩ phụ sản. Ờ. Gọi Tina. Để làm gì? Báo kết quả. Kết quả gì? Em đâu có biết, em nói em mẹ Tina mà họ không cho em biết. Nó bệnh gì mà đi khám phụ sản? Phụ sản, kết quả phụ sản. Thuốc bổ nè. Thôi rồi, em biết rồi, em gì rồi? Thuốc gì? Trời ơi, không, em không cần đi học bên Tây nha anh, em có biết thuốc này thuốc gì rồi. Thuốc này là thuốc bổ thai nè. Con Tina nhà mình nó có bầu. Trời ơi. Happy July 4. Sorry I'm late. Gì buồn nghe. Biết sao không? Nay mới set up đụng xe. Đụng Mỹ gãy cổ mới được chai rượu đó. Ủa chuyện gì vậy chị Đập? Chuyện gì anh Sơn? Hả? Rồi July 4 lễ. Bán ế không có tiền. Đức sợ chị nói. Thôi không vui nữa đi. Tôi đi kiếm chỗ khác tôi nhậu. Anh Liêm ơi. Ủa sao nữa rồi? Ủa July 4 gì kỳ á? Sao vậy? Có bầu rồi. Trời ơi. Trời ơi có bầu mà bà khóc. Cha này hay ha. Xài thuốc gì độc á. Từng tuổi này đâu mà còn có bầu. Dữ dội nghe. Chúc mừng. Không phải. Cái gì? Không phải. Không phải của anh hả? Không phải của anh, của ai vậy?
đừng giỡn chơi. Tôi ngoắt anh tí thì làm gì? Mày sao vậy? Tôi nói nhỏ cho anh nghe nè. Ừ sao? Con Tina nhà tôi nó có bầu. Tina có bầu? Ừ. Ủa sao lẹ dữ vậy trời? Ủa sao chị biết? Trời ơi, thì văn phòng bác sĩ phụ sản mới báo cho tôi biết đây nè. Cái gì hả? Hèn chi. Rồi, cái chuyện này tại ai? Tại ai? Cái gì tại ai? Cái tại ổng hết trơn hết trời đó. Đó, cái gì? Làm cha mà không biết lo cho con cho cái gì hết à. Ờ đúng rồi. Anh làm cha sao anh không có trách nhiệm vậy vậy nhỉ? Cái gì trách nhiệm? Anh suốt ngày anh ở dưới bếp mà em con gái em phải lo chứ. Ờ, ổng suốt ngày dưới bếp mà lấy gì lo? Suốt ngày dưới bếp cái gì tôi hỏi ông nè, ổng đâu có bao nhiêu chuyện gì đâu. Sáng 7 giờ tới mở nhà hàng, 10 giờ đóng cửa nhà hàng. Về đó chỉ có như là clean up hay hút bụi nguyên căn nhà 4.000 square feet thôi à. Rồi ra cắt cỏ từ sân trước sân sau rồi thôi, có cái gì đâu. Xong nói vậy mà ông vô ông thăng ông mệt. Ông tắm xong sạch ra cái ông ngủ liền à. Ít nhất phải dành chút thời giờ gọi cho con, coi con học hành sao, quan hệ bạn bè sao, giờ tình hình con sao chứ. Đây thì như ông bỏ buông con vậy chịu đời nổi không? Trời ơi tệ dữ vậy anh Sơn. Làm cha gì kỳ cục vậy? Phải có cái thời gian coi sóc con cái chứ. Thời gian đó mà ít hả? Em nói thì sao, em nói thì hay lắm. Còn em sao? Tôi làm sao? Sáng nè, em ra đây còn sớm anh nữa. Em chuẩn bị cái tủ tiền của em nè, em ngồi đây em đếm. Em đếm cho đã, xong rồi tôi em ôm cái tủ tiền về nhà em ngồi em đếm. Anh sao? Suốt ngày trong bếp, thấy không? Công việc xong xuôi còn phải đi chợ, đi búa chuẩn bị cho ngày mai nữa. Bởi vậy cho nên á, cũng tại ổng hết trơn á trời á. Tại ổng sao? Tôi hỏi anh nè, ổng nói ổng bàn với tôi. Thôi bây giờ đó coi như vợ chồng mình không có thời giờ. Đúng rồi. Thôi bây giờ gửi lên trên. Thời giờ gì? Đúng, gửi lên trên cho anh Liêm. Đúng. Nó dù sao trường, nhà anh Liêm với trường con nhỏ gần nhau. Nó học gần trường là thứ nhất. Thứ hai là anh Liêm mười mấy năm nay anh thất nghiệp, anh không có tiền. Đưa anh chút tiền để anh xoay sở. Đúng. Vậy đó, rồi bây giờ tự nhiên con nhỏ như vậy. Tôi hỏi trách nhiệm thuộc về ai chứ? Tôi hỏi anh vậy đó. Đúng rồi. Hai người, người lo làm, người lo kiếm tiền. Rồi giờ tự nhiên nó nhỏ nó bị vậy rồi trách nhiệm thuộc về ai? Hả? Bởi vậy? Bị vậy trách nhiệm thuộc về ai? Hả? Thì, vậy anh chứ vậy ai? Ủa không tự nhiên dính tôi hôm nay vậy trời? Ủa vậy thôi tôi về. Ê, anh ngồi xuống, anh ngồi xuống, anh ngồi qua xuống đây. Qua đây nè, qua đây. Anh ngồi xuống đây, anh ngồi xuống đây, tôi nói anh nghe. Anh ngồi xuống đi, tôi mời anh ngồi xuống. Gì ghê? Anh làm ra cái cớ sự như vậy đó mà giờ tính bỏ anh về ngang xương vậy hả anh Liêm? Gì kỳ, anh Tina có bầu mắc mớ gì tới tôi? Sao không mắc mớ? Tôi gửi con trên nhà anh mà tôi share phòng ở nhà anh mà sao không mắc mớ được? Bây giờ anh vậy nè, bây giờ anh nói thiệt cho tôi nghe đi. Gần đây nè, anh thấy con Tina nó quan hệ bậy bạ với ai không? Trời ơi, nó quan hệ thì thiếu gì? Già có nè, trẻ có, sao biết được? Bây giờ nó có bầu, đợi nó đẻ đi. Hả? Nó đẻ ra mà, đứa nhỏ mà vừa đẻ ra vui vẻ cười là biết nó quan hệ với thằng trẻ. Không hả, đẻ đứa nhỏ ra nó quạ quọ khóc lóc biết nó quan hệ mấy già. Trời ơi, vợ chồng tôi là dưới lửa đốt mà anh giỡn. Tôi đè anh ra, tôi bỏ anh bây giờ. Bình tĩnh này đã, bình tĩnh lại. Thôi ngồi lại đây nói đi. Trời ơi, có gì dữ vậy? Trời ơi, gửi Tina trên nhà tôi bộ tôi biết sao? Nó không có quan hệ bậy bạ gì ai chân á. Suốt ngày lo học hành không à. Thiệt không? Chỉ có cuối tuần là có thằng Trí đưa lại nó chở nó đi chơi thôi chứ có gì đâu. Thằng Trí nào, thằng Trí nào? Thằng Trí con của ông Quỳnh đó. Trời ơi. Thằng Trí con ông Quỳnh. Thằng Trí con ông Quỳnh. Đúng rồi. Nó rồi. Đúng là nó. Nó nào? Nó tới nè. Ủa, anh Quỳnh anh tới rồi phải không? Anh ngồi xuống. Anh ngồi xuống đây. Anh ngồi yên đi. Dính mạnh tôi. Anh ngồi đây. Tôi hỏi anh nè. Đừng có hỏi, để em. Anh Quỳnh, anh nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Vào sau này nè, anh có biết thằng Trí con anh nó làm cái gì không? Trời ơi. Sao chị hỏi sao dư thừa quá. Thằng Trí con tôi, nó là con của tôi mà, chuyện gì nó không nói tôi biết chị. Trời ơi. Rồi anh biết rồi sao anh không chịu cản nó? Trời ơi, cản gì anh ơi. Bây giờ nó lớn hết trơn hết trội rồi. Nó làm gì nó làm chứ. Ê mà tôi thấy nó nói cũng có lý nha anh. Mình không vớt á thì người khác cũng vớt à. Cho nên tôi xuống nó vớt cho rồi đi, để khác vớt uổng. Trời ơi. Thằng cha nó xúi thằng con đi làm bậy gì hết trời. Anh bậy anh... Bậy bạ cái gì? Trời ơi, mình là cha mẹ, mình đã trải qua mấy cái vụ đó rồi. Bây giờ mình không có đốc thúc tụi nó làm, tụi nó đâu có dám làm. Trời ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Anh xúi con làm bậy làm bạ rồi anh biết kết quả ra làm sao không? Nó mới làm đây sao tôi biết kết quả? Trời, trời ơi, ông không biết chứ là chị Đào với là anh Sơn biết hết rồi đó. Ừ. Cha ngộ à nha. Chí nó là con tôi. Mà chuyện nó làm tôi không biết kết quả sao anh chị biết? Mà kết quả sao chị nói tôi nghe coi. Nó làm con Tina nhà tôi có bầu. Hả? Đúng. Con Tina nhà chị nó có bầu. Ừ. Đúng rồi. Trời đất ơi. Kỳ vậy trời. Cái chuyện của Tina nhà chị nó có bầu đâu liên hệ gì tới cái vụ làm ăn của thằng Trí con tôi. Ủa chứ hồi nãy anh nói anh suối nó vớt gì vậy? Trời ơi, thì nó gọi điện thoại về tôi, nó nói là chỗ gần nhà anh có cái tiệm mà trai clean gì đó rẻ quá, nó mượn tiền tôi để mà mua cái đó.
tôi thấy nó nói cũng có lý cho nên tôi gửi tiền cho nó, tôi xuống nó vớt lẹ liền chứ không để người khác vớt uổng. Cũng vậy thôi. Vớt dry clean thôi. Ừ. Rồi chặt lắm. Trời ơi anh Quỳnh ơi, không có phải cái vụ cái tiệm dry clean đâu. Tôi nói anh nghe nè. Từ ngày mà anh biết tin chị coi như mất tích trên biển tới bây giờ đó, rồi tôi thấy người anh nó làm sao đâu, nó không có bình tĩnh. Anh cứ chúi đầu vào ba cái chuyện công chuyện ngoài farm hoài à. Anh không biết cái gì hết. Để tôi nói anh nghe nha. Thằng Trí con anh nó vớt con Tina nhà tôi có bầu. Cái gì? Thằng Trí con tôi nó vớt con Tina nhà chị có bầu? Ừ. Trời đất ơi. Anh Liêm. Hả? Anh ra đây. Ủa gì nữa vậy? Đứng dậy anh. Làm gì dữ vậy? Vụ gì? Tôi gửi thằng Trí con của tôi lợi nhà anh ở để gần trường học, mỗi tháng tôi đưa tiền đưa bạc đầy đủ cho anh, rồi anh để làm sao mà bây giờ thằng Trí nó xảy ra cái chuyện này hả? Anh để thằng Trí gửi nhà thằng Trí nhà anh Liêm hả? Ừ, anh Liêm qua đây tôi nói anh nghe. Trời bảy trăm ngàn sao kỳ vậy hả? Sao kỳ vậy? Tại sao anh để cái thằng Trí ở chung nhà với con Tina mà đóng cho vợ chồng tôi hay? Ủa xe phòng mà dư phòng cho xe chứ. Anh Liêm qua đây. Gì nữa? Trời đất ơi. Anh để con Tina nhà anh Sơn ở chung với thằng Chí con tôi nhà anh hả? Thì nó vô nó xe cho nó xe chứ sao? Trời anh Liêm anh nghĩ kỳ cục vậy anh Liêm, tải lộ tới anh hết trơn, tại sao anh cho để vậy? Anh tự nhiên đổ thừa tôi. Anh tiền bạc giao đủ cho anh mà anh muốn tiền anh đưa cho anh mà. Anh đầy đủ anh đăng tiền bây giờ đầy đủ bên đây. Bây giờ xảy ra cái cư sự vậy đó. Giờ anh đi đổ anh làm vậy hả? Anh có người anh đây. Gì tôm tướp vậy? Ủa sao ngộ quá, mấy cha đội thì ngộ quá. Không tự nhiên con của mình không có nói tôi gần trường gửi cho tôi ha, là còn anh chị là gì? Người suốt ngày nằm ngoài farm á, còn người suốt ngày dưới bếp á, còn người suốt ngày ngồi đếm tiền không à. Không tự nhiên gửi tôi rồi cái tự nhiên chảy ra chuyện gì chuyện kia, cái đổ thừa tôi lại sao kỳ vậy? Mấy người là gì của nó hả? Mấy người là gì của nó? Tôi nghĩ nó giống như con cháu của tôi thì tôi đem nó vô trong nhà cho nó ở thôi, ai biết chuyện gì xảy ra. Hồi mới đầu mấy anh chị qua đây, mấy anh chị nói là ráng làm kiếm tiền để tìm hạnh phúc mà. Hay là bây giờ chính anh chị đang lấy hạnh phúc của mình đi đổi với đồng tiền đó. Rồi bây giờ không tự nhiên đưa cho tôi cái đổ lên hết cho tôi vậy. Tại vì tôi thương hai đứa tụi nó giống như con của tôi vậy. Còn mấy người là cái gì? Mấy người không bao giờ để ý tới sự săn sóc của nó hết. Không ngờ là tôi có những người bạn như mấy người. Kể từ giờ phút này, mạnh ai nấy lo. Đừng bao giờ kêu tới tên tôi nữa em. Vĩnh biệt. Ngon không? Tự nhiên khi không chửi một tràng rồi cái bỏ đi. Anh ngon anh vô đây anh đứng lại anh chửi tao lộn tao đôi với tôi nè. Bộ tôi sợ anh hả? Lấy chai rượu về uống mình. Ê. 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 Ê cha nội. Đem chai sương mù qua đổi chai SO tôi hả? Đúng là cái đồ lường gạt nè. Cái đồ cà chớn. Đừng có nhìn mặt tôi nữa nghe. Đừng có bước mặt lại nhà tôi nữa à. Thôi thôi anh ơi, thôi đừng có nóng giận cái chuyện đó, chuyện đó tính sao? Bây giờ. Gác à, bây giờ sao đây anh Quỳnh, anh tính đi. Con Tina thằng con nhà. Anh á, tôi vớt con gái tôi có bầu, bây giờ anh tính sao? Trời ơi anh chị ơi, giờ tính sao nữa? Tôi với gia đình anh chị cũng thân quá, giờ hai đứa cũng vậy nào lắm cưới cho. Ủa, con về rồi hả? Ấy giờ thôi tôi về rồi tính đi. Tina qua má biểu coi. Trời ơi đừng có nhảy con, đừng có nhảy. Đi từ từ thôi. Ôi để yên coi. Đây nè, ba má với chú Quỳnh tính chuyện con rồi đó. Chuyện gì em á? Chuyện đám cưới. Đám cưới? Ừ. Có ai? Thì cưới thằng Trí với cưới ai? Thôi kỳ thấy mồ con ấy, ổng coi nhau như là bạn thôi mà đâu có yêu gì nhau đâu mà cưới. Trời đất ơi, ông coi á, hồi bữa giờ ông đích vậy coi nhau như bạn mà nó dày nè, nó yêu nhau tôi không biết nó tới cỡ nào à. Nè bây giờ Trí bà hỏi con nè, cái chuyện mày với Tina mày tính sao đây? Tính sao ba? Con quen với Tina chơi chơi thôi. Trời đất ơi! Trời ơi! Mày! Ê ê! Con, mày, con... Mày quen với con gái tao rồi mày chơi chơi vậy thôi mày! Trời ơi, con coi Tina như là em vậy. Trời ơi trời, đâu có được con, trời ơi. Đó, giống bây giờ nè, con chơi vậy nó cũng được, trời ơi, nó giờ nó có bầu rồi, cái bầu của Tina cũng tính sao? Tina có bầu? No. You pregnant? No way, Jose. Cái gì mà còn sao Jose đây nữa? Cái bụng tròn vo là còn có bầu chứ còn cái gì nữa? Mà con mới ăn một tô bún bò Huế vậy thôi mà, đâu có bầu gì đâu. Cái gì? Là bún bò Huế thôi hả? Trời ơi, mẹ ơi, đâu rồi? Đâu rồi, tan chứng đâu rồi, đưa đây nè. Trời ơi, tao tức quá. Con cái mà giờ dối cha dối mẹ. Yeah. Đây nè, thuốc nè, hút thuốc nè. Hả, tại sao lúc này con hư vậy, con hút thuốc? Hả? À, tại sao đó, hút thuốc? Đó đâu phải của con, đó của bác Liêm. Con không cho bác Liêm hút nữa nên con lấy không cất. Đó, rồi, cái này nè, bà hỏi nó cái này đi. Đây đâu con này, cái này là cái gì, cái dĩ thuốc gì đây? Dĩ thuốc gì? Thuốc bổ. Bổ thai phải không? Bổ thai phải không?
nó thuốc bổ ốc bác Liêm mua cho con khi con học khuya đó. Ủa gì cha Liêm hết trơn vậy? Rồi đây nè, còn tại sao mà văn phòng phụ sản gọi con chi? Lấy kết quả gì? Kết quả? I got the job. I got the job. Gì? Cái gì? Nói rõ ràng quả gì? Con có job ở chỗ bác sĩ á. Trời, xin job cho bác sĩ hả? Ủa chị, rồi cái bầu có bầu không? Dạ không. Ủa vậy không có gì hết hả? Coi như hai đứa tụi bay là chơi chứ có bầu hả? Dạ. Vậy đâu có sao đâu anh ơi. Trời ơi, vậy là tại tại thằng cha già Liêm à. Cha Liêm nè, cha Liêm à. Nói tới thoạt lui nè. Ông nội Liêm đây nè. Ừ. Giờ con chạy ra con kêu chú Liêm vô liền. À, kêu ra. Ông ơi đi thôi, vô đây. Chạy ra con kêu chạy vô. Chuyện như vậy. Tôi nói thiệt nghe, cha Liêm vô đây tôi nói thẳng vào mặt thằng cha liền á. Đâu. Từ đây tôi không bao giờ dám giao con gái cho thằng cha nuôi nấng. Còn gì nữa nè, chơi gì nè, được không? Đó chơi gì nè, đó. Không thấy không? Bây giờ Đồng Hương thấy không? Nhìn Đồng Hương được không? Đó. Còn đó. Nhớ Thương gì nữa không? Vô đây, con vô đây. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái gì vậy? Chú Liêm sao? Chú Liêm đụng xe. Trời ơi. Có sao không? Sao không? Chú Liêm không sao. Chú Liêm lấy xe truck của chú Liêm á, chú Liêm đụng vô chiếc Mercedes của ba má. Vì chiếc BMW của chú Huyền tan nát rồi. Trời ơi.